Đến trưa ngày 8 tháng 5, cả nước có thêm 26 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều ghi nhận trong nước. Tại Hà Nội, 12 ca và tại Bắc Ninh, 14 ca. Tổng số ca mắc của Việt Nam đến nay là 3.163 ca. CDC Hà Nội thông báo 11 bệnh nhân COVID-19 mới, có 2 điều dưỡng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 6 ca cộng đồng và 3 ca nhập cảnh đang ở khu cách ly tập trung. Cụ thể, trong 6 ca cộng đồng, có 2 bệnh nhân tại Hà Đông là F1 của bệnh nhân 3100 về từ ổ dịch Mão Điền, Bắc Ninh. Một bệnh nhân là nữ, sinh năm 2015 tại Phúc La, Hà Đông. Và bệnh nhân thứ 2 là nam, sinh năm 1980 ở Yên Nghĩa, Hà Đông. 4 ca cộng đồng còn lại gồm có một bệnh nhân nữ, sinh năm 1993 tại Phúc Xá, Ba Đình, là F1 của bệnh nhân 3092 ở Thường Tín, có tiền sử dịch tễ về từ Đà Nẵng. Một bệnh nhân nữ, sinh năm 1987 tại Vân Hòa, Ba Vì, là F1 của bệnh nhân HNTL tại Hưng Yên. Một bệnh nhân nữ, sinh năm 1987 ở Hiệp Thành, Phúc Thọ, là người nhà đến chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung từ ngày 20 đến 25 tháng 4. Một bệnh nhân nữ sinh năm 1985 tại khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai. Đây là những trường hợp trở về từ ổ dịch Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh. Các ca bệnh được thông báo trước đó là ca bệnh 3138, BN3138 tại Hà Nội là bệnh nhân nam, 14 tuổi, là F1 của BN3092. Kết quả xét nghiệm ngày 7 tháng 5 dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. 14 ca bệnh tại Bắc Ninh, BN3139 đến 3152, gồm 8 nam, 6 nữ, là các trường hợp có địa chỉ ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và có liên quan dịch tễ đến các trường hợp mắc trước đó tại ổ dịch xảy ra tại đây. Bác sĩ Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế An Giang vừa cho biết, ngày 7 tháng 5 trên địa bàn tỉnh ghi nhận một trường hợp tử vong do sốc phản vệ sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Người tử vong là nữ nhân viên y tế 35 tuổi, đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu. Trước khi tiêm vaccine tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu sáng ngày 6 tháng 5, nữ nhân viên y tế này đã được khám sàng lọc và giải thích về các phản ứng sau tiêm. Sau khi tiêm, bệnh nhân có phản ứng sốc và đã được Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu xử lý theo đúng phác đồ. Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu đã kết nối hội chẩn trực tiếp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy để kịp thời được tư vấn xử lý. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang. Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cử các chuyên gia hồi sức tích cực đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang để hỗ trợ cấp cứu. Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế An Giang, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do sốc phản vệ trên nền cơ địa dị ứng thuốc giảm đau kháng viêm. Bộ Y tế cho biết đây là trường hợp rất hiếm gặp trong thực tế tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Tính đến trưa ngày 8 tháng 5, trong 24 giờ qua, tại khu vực Đông Nam Á, số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục tăng mạnh ở Indonesia, Malaysia và Philippines. Tại Malaysia, số ca mắc COVID-19 tăng vọt tới 4.498 ca, cũng là ngày đầu tiên áp đặt lệnh phong tỏa ở thủ đô Kuala Lumpur. Selangor trở thành bang có nhiều ca mắc nhất với 1.424 ca, tiếp đến là Sarawak và Kuala. Trong khi đó, Indonesia cũng ghi nhận thêm 6.327 ca mắc COVID-19, tăng gần 700 ca so với một ngày trước. Cả Indonesia và Malaysia đang tiến hành một số biện pháp phong tỏa nhằm hạn chế hàng chục triệu người dân di chuyển trong dịp lễ kết thúc tháng Ramadan. Với lo ngại, đây có thể làm bùng phát mạnh hơn dịch COVID-19, đặc biệt khi biến thể đến từ Ấn Độ đã lan ra cộng đồng. Cũng trong 24 giờ qua, Philippines tiếp tục ghi nhận 7.733 ca mắc COVID-19 mới, cao nhất trong vòng 5 ngày qua. Nước này cũng ghi nhận thêm 108 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng vì COVID-19 vượt qua mốc 18.000 người. Còn Singapore ghi nhận thêm 4 ca COVID-19 mới trong cộng đồng, trong đó có 13 ca chưa rõ nguồn gốc. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Singapore thắt chặt quy định giãn cách xã hội, yêu cầu người dân hạn chế tụ tập, chỉ được xếp tối đa 5 khách tại nhà và giảm quy mô nhóm họp nơi công cộng từ 8 xuống còn 5 người. Singapore đang nỗ lực kiểm soát làn sóng COVID-19 mới, tránh nguy cơ phong tỏa trở lại. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Sinopharm Trung Quốc để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Theo nó, vaccine của Sinopharm đã trở thành vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên do một quốc gia không thuộc phương Tây phát triển, được WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp. Tổng giám đốc WHO cho biết,
đây là loại vaccine thứ 6 nhận được sự chứng nhận của WHO về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng. Vaccine của Sinopharm được khuyến nghị sử dụng cho những người từ 18 tuổi trở lên. Trước đó, WHO đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp đối với vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer Biotech, AstraZeneca, Johnson & Johnson và Moderna. Theo Channel News Asia, nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược của WHO trong tuần này đã bày tỏ lo ngại về dữ liệu do Sinopharm cung cấp về nguy cơ có các tác dụng phụ nghiêm trọng ở một số bệnh nhân. Tuy nhiên, Seth vẫn tin tưởng vào hiệu quả vaccine của Sinopharm đạt hiệu quả 78,1% trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở nhiều quốc gia. WHO cũng cho biết tổ chức có thể đưa ra quyết định đối với loại vaccine ngừa COVID-19 do tập đoàn Sinovac Biotech của Trung Quốc sản xuất ngay trong tuần tới. Hiện, vaccine của Sinopharm đã được cung cấp cho hàng triệu người ở Trung Quốc và nhiều nơi trên thế giới như Mỹ Latin, châu Á và châu Phi.